Vừa qua tại trụ sở Bộ Công Thương, trước sự chứng kiến của đại diện hai bộ, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Công Thương. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương bao phủ trên nhiều lĩnh vực: công nghiệp, thương mại, năng lượng, hội nhập quốc tế, quản lý thị trường. Do vậy, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, sự công bằng, môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng luôn cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng nói chung, của Bộ Công Thương và Bộ Công an cùng phối hợp nói riêng. Việc cùng nhau đi tới một thỏa thuận quy chế phối hợp giữa Bộ Công Thương và Bộ Công an là hết sức cần thiết. Với sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ Công an có chuyên môn nghiệp vụ cao sẽ đạt được những kết quả thành tích đáng kể trong việc đảm bảo an ninh, trật tự trong các lĩnh vực của ngành công thương thời gian tới. Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng và đánh giá cao Bộ Công Thương đã hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu đặt ra trong thời gian qua, đặc biệt là trong phát triển kinh tế, mở rộng thị trường, ký kết được nhiều thỏa thuận, hợp tác thương mại với các nước. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, việc ký kết quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở quan trọng để hai bộ phối hợp toàn diện, chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác có liên quan, đặc biệt trong việc nâng cao hiệu quả phối hợp công tác và cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao, thể hiện rõ nét mục tiêu phát triển ngành công thương là phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, an toàn xã hội.